Vụ án Hồ Duy Hải là một vụ án hình sự nổi tiếng ở Việt Nam, xảy ra vào tối ngày 13 tháng 1 năm 2008 tại Bưu điện Cầu Voi, ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Trong đó, hai nữ nhân viên bưu điện tên Nguyễn Thị Ánh Hồng, sinh năm 1985 và Nguyễn Thị Thu Vân, sinh năm 1987, bị giết bằng cách cắt cổ. Ngày 21 tháng 3 năm 2008, nghi phạm Hồ Duy Hải sinh năm 1985 bị bắt. Qua hai lần xét xử sơ thẩm, năm 2008 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Long An và phúc thẩm, năm 2009 tại Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Duy Hải bị kết án tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Tuy nhiên, gia đình Hồ Duy Hải liên tục kêu oan. Năm 2011, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình quyết định không kháng nghị vụ án. Năm 2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bác đơn xin ân xá của Hồ Duy Hải. Sau đó, trước sự phản đối mạnh mẽ của dư luận trong nước và quốc tế, cũng như Quốc hội Việt Nam, năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ra lệnh tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Việc này chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Tòa án Nhân dân tối cao. Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam Lê Minh Trí kháng nghị giám đốc thẩm vụ án sau khi nhận được đề nghị xem xét giải quyết đảm bảo đúng pháp luật vụ án từ Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7 năm 2019. Ngày 08 tháng 5 năm 2020, sau 03 ngày xét xử giám đốc thẩm vụ án, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao quyết định bác kháng nghị của Viện Kiểm sát, giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên Hồ Duy Hải tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Đây là một vụ án có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án, như thay đổi vật chứng, bỏ sót các chứng cứ pháp y như vân tay, vết máu tại hiện trường, bỏ qua một số bản khai cung không nhận tội của bị cáo. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân tối cao nhận định những vi phạm pháp luật này không làm thay đổi bản chất của vụ án.